Thanh niên cả gan đập kính xe ô tô để thò tay gom hết tài sản giữa ban ngày. Hôm nay ngày 14 tháng 1, trên các diễn đàn phòng chống kẻ gian truyền nhau vụ việc manh động với cấp sành như sau. Thấy chiếc ô tô hiệu Mazda 3 màu trắng đậu bên ngoài, gã thanh niên khoác áo sơn công nghệ táo bạo đập kính trong tài sản bên trong. Qua đây nạn nhân lắc đầu chán nản, tự trách bản thân sao mà xui quá trời quá đất, xem lại clip trích xuất mà bụng rụng hết tay chân và muốn nhờ kênh Sài Gòn TV chia sẻ rộng rãi vụ việc để mọi người nâng cao cảnh giác. Đây là một sự việc xảy ra giữa ban ngày ban mặt, cho thấy đối tượng rất manh động, có theo dõi từ lâu. Còn chi tiết ra sao, mời cả nhà xem tiếp nhé. Vụ việc xảy ra vào ngày 12 tháng 1 tại thành phố Hà Nội, chỉ mới hôm kia thôi đó mọi người. Nạn nhân là chị Quỳnh, chủ xe có đậu ô tô gần trường trung học cơ sở để vào trong trường tham gia hội chợ Tết. Theo camera an ninh ghi lại, vào khoảng 11 giờ 33 phút, có một đối tượng nam chạy xe máy đi tới ô tô màu trắng đang đậu của chị. Sau khi nhìn ngó vào bên trong, xem có còn ai trong xe không để dễ bề ra tay, đối tượng đã dùng một vật đập vỡ kính dễ dàng chỉ với 2-3 nhát đấm nhẹ nhàng, rồi lấy trộm hai túi hàng hiệu, trong đó có giấy tờ và khoảng 20 triệu đồng. Do đoạn đường này khá vắng vẻ nên cũng chẳng ai phát hiện. Cũng qua video, ta có thể thấy đây là một tên rất lành nghề và chuyên nghiệp. Chỉ vài thao tác nhanh gọn là hốt sạch tài sản trong xe và chạy đi nhanh chóng như cơn gió xuân đầu năm. Sau vụ việc, chị đã trình báo cơ quan công an điều tra làm rõ, truy tìm thủ phạm. Chứ Tết nhất gần tới mà mất tài sản Sukana như thế này thì không còn tâm trạng ăn Tết nữa rồi. Còn bạn bà thấy sao về phá bạo gan ra tay không biết sợ, cô gã giăng manh khoác áo sơ công nghệ này? Bình luận cho chúng tôi biết với nha. Đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức trích xuất camera đáng chú ý trong ngày. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.